mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Thiện Góc Nhỏ Chuyện Thiên Hiệp Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 116 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng Của tác giả Trạch Chư được dịch và phát duy nhất kênh kênh Thiện Góc Nhỏ Chuyện Thiên Hiệp Các bạn nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Góc Nhỏ nha Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha Rồi, à, trước khi bắt đầu tập mới chúng ta tóm tắt một chút ở tập trước nha Ở tập trước thì sau khi tất cả mọi người ở thủ đình cùng với hứa ứng Chiến đấu với hai à, tiên vương đến từ, đến từ tiên giới. Thì lúc này tất cả những cái người mà cố nhân cũ của hứa ứng. Sau khi thấy hắn à, đánh với hai cái tiên vương này thì cũng đã à, cùng nhau xuất thủ để tương trợ. Thì trong lúc mà bọn họ đánh Thì quan à, Thất thấy à, cái thế cục đã à, sắp thất bại rồi. Nên đã à, thả cái à, trùng da ra, trùng tiên, tiên trùng ra. Để à, đánh... À, đánh với nạp lan đô thì lúc thả ra thì lại không thể khống chế được không thể khống chế được trong lúc ngàn cân cho sợi tóc chuẩn bị là bị tiên trùng này chấn áp hết rồi bị tiên trùng này thôn phệ hết thì uh, tiểu tiên tôn tiểu tiên tôn đã xuất hiện và dùng bốn chữ phong ấn bốn chữ phong ấn là linh ngữ uh, hữu tự gì đó bốn chữ phong ấn này đi phong ấn cái con tiên trùng này lại rồi cuối cùng thì uh, khi mà tiên tiểu tiên tôn xuất hiện phong ấn tiên trùng xong, thì um, hai cái đại um, tiên vương cũng đã thất bại dưới tay của những cố nhân mà quyền bị khứ ứng. Thì cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc, uh, phe thắng là thuộc về uh, tổ đình. Rồi chúng ta tiếp tục nội dung của tập 116 để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Rồi mời các bạn theo dõi diễn biến của tập 116 qua dòng diễn đọc của cao minh thiện nhé. hứa ứng trở lại bồng lai chỉ thấy nạp lan đô thất hồn lạc phách ngồi ở trên một tảng đá lấp bấp, lầm mầm giống như là giật mình ngoan thất và chuông lớn ở một bên an ủi hắn hỏng sao đâu làm con gái có gì không tốt chứ người xem kìa qua thất ảnh cô nương không phải là cũng rất là vui vẻ sao hứa ứng trong lòng kinh ngạc cũng không có hỏi nhiều hắn cùng với nạp lan đô không quen không biết hơn nữa lần trước còn là hứa ứng bóp cổ hắn Uy hiếm đệ cửu tiên vương Gặp mặt không biết nên nói cái gì Hắn đi tới chi đà tự Chỉ thấy hoa thất ảnh Bị một đám tiên thảo ngồi ở dưới thân Không thể đồng đầy nữa Bên cạnh còn có một đầu thảo Cũng bị một đám tiên thảo trấn áp Hứa ứng cũng không hỏi nhiều Hắn lại đi đến trước thập nhị trọng lâu Thập nhị trọng lâu cùng hắn hô hấp Trong lầu từng lạc ấn sống động tuy nhiên là chính hắn đang sống sờ sờ. Nơi này mỗi một cái lạc ấn đều là có một loại chinh. Chính là hắn năm đó nguyên thần đạt đến thành tựu 12 loại cực hạn. Hứa ứng đi thẳng vào trong lầu, quan sát từng cái lạc ấn. Không có gia trì của lục đại động thiên, hắn nhớ đến đạo tượng. Trọng đạo ẩn cảnh tiềm ẩn trở nên cực kỳ phí sức. Không cách nào thời thời khắc khắc ở trong trạng thái lục tiên chi vực. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn thực lực kịch liệt suy giảm, nhất định phải ở phương diện khác để bổ sung trở về. Ngay tại chỗ này, đương nhiên lạc ấn hứa ứng ở trong tầng thứ nhất đi đến trước mặt, tiến vào trong cơ thể của hắn. Hứa ứng chấn động cả thể xác lẫn tinh thần. Trong khoảnh khắc, cảm nhận được đạo và lý ẩn chứa ở trong chinh đầu tiên, trong thập nhị chinh. Hoa thất ảnh bị một đám tiên thảo trấn áp Nằm sấp trên mặt đất Nhìn thấy một màn này Không khỏi giật mình Đây rõ ràng là bảo vật tiên dương Của phủ thân ta Làm sao hắn mới tiến vào trong lầu luyện thành lạc ấn của hắn vậy Nàng đã sớm muốn đem thập nhị trọng lâu làm của riêng Bảo vật này chính là do ngũ tuyệt tiên vương luyện Trong đó có lạc ấn của hắn ngũ tuyệt tiên vương Hoa thất ảnh mặc dù trộm đi cũng sẽ bị ngủ tùy tiên vương cảm ứng được. Hơn nữa, hoa thất ảnh không chỉ là một lần thử lưu lại lạc ấn của mình ở trong thập nhị trọng lâu, nhưng mà lại phát hiện mình căn bản không cách nào lưu lại bất kỳ lạc ấn nào ở trong cái tòa lâu này. Nhưng mà hứa ứng khi mà đi vào trong lâu, liền thấy lạc ấn tự động dung hợp với hứa ứng. Nghe nói thập nhị trọng lâu là do phụ thân của ta các từ trên người của hắn luyện chế mà thành, phụ thân ta thiên tân dạng khổ mới luyện thành tiền dương chi bảo ơ hoa thất ảnh trong lòng phức tạp ngơ ngác nhìn hữu ứng thầm nghĩ phụ thân của ta hơn phân nữa, lỡ trong bốn dạng tám ngàn năm đã vất giả toàn bộ vì người khác mới làm áo cưới rồi Hữu ứng nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ trong lầu lạc ấn là kiếp thứ nhất của hắn lúc đạt được thành tựu nguyên thần Nguyên thần thập nhị chinh Kỳ thật chính là 12 chinh Nó chính thực là 12 loại thành tựu Đạt đến nguyên thần lạc ấn Hư không cảnh địa Đệ nhất chinh Chính là thần chinh Có thiên thần chi chinh Có thiên thần chi tướng Đệ nhị chinh chính là đạo chinh Có thiên đạo chi vận Đệ tam chinh là khí chinh Có nguyên khí chi chinh Đệ tứ chinh chính là hồn chinh Đệ ngũ chính là phách chinh Đệ lục là lực chinh Đệ nhất chính là thức chinh Đệ bác chính là âm chinh Còn đệ cửu chính là dương chinh Đệ thập chính là cố chinh Đệ thập nhất chính là lôi chinh Và đệ thập nhị chính là linh chinh Thành tựu thập nhị chinh Cùng với hướng lúc trước nguyên thần lạc ấn không có giống nhau Tự hồ chính là một loại cổ pháp thất truyền Hứa ứng đi tới từng tầng từng tầng một Mỗi khi đến một tầng lầu liền có lạc ấn của tầng lầu kia trùng hợp với hắn Làm cho hắn cảm ngộ ra đạo lý bất đồng Để cho đến khi hứa ứng đi ra khỏi thập nhị trọng lông, Thì nguyên thần thập nhị chinh các loại tu luyện tinh yếu Hắn đã hiểu rõ được trong lòng Chỉ cần tu luyện đến cảnh giới thập nhị trọng lông, tu thành nguyên thần thập nhị chinh cũng không có quá khó khăn hứa ứng quay đầu nhìn lại lạc ấn trong thập nhị trọng lâu vẫn còn đó vẫn chưa có biến mất lạc ấn vừa mới trong thập nhị trọng lâu chỉ là cùng với hắn giao cảm lẫn nhau để cho hắn thể ngộ đến chính mình ở kiếp thứ nhất tiêu luyện đến cảnh giới này khi mà cảm ngộ mà thôi pháp bảo là không có khả năng khôi phục lại thành cảnh giới rồi sau đó chỉ về bản thân của ta nữa Sắc mặt hứa ứng ảm đạm Nhưng lập tức Là phấn chấn tinh thần Thầm nghĩ Nhưng mà ngủ tuyệt tiên dương Đêm tập gì trong lâu của ta Luyện chế rất là tốt à. Uy lực cực kỳ mạnh nữa. 12 cái lạc ấn hứa ứng trong thập nhị trong lâu Tiến vào trong cơ thể của hắn Tiêu đương với việc hứa ứng tế luyện Cái tòa trong lâu này một lần Từ nay về sau Cái lầu này không còn quan hệ gì với ngũ tuyệt tiên vương nữa hứa ứng giơ tay lên thập nhị trọng lâu bay lên treo ở giữa không trung mười hai lạc ấn hứa ứng trong mắt điệu có thần quan tự bộc phát uy năng kinh thiên động địa bỗng nhiên mười hai đạo lạc ấn hứa ứng kia đều từ trong lầu bay ra thúc giục đạo pháp thần thần thông mỗi người lợi hại vô cùng giống như là mười hai cái hứa ứng liên thủ trấn áp vậy Hoa thất ảnh thấy tình hình như thế, thầm than một tiếng trong lòng tuyệt niệm đánh cấm thập nhị trọng lâu. Bảo vật tiên vương này đã không còn khả năng bị cướp đi nữa. Cho dù là phụ thân của nàng là Ngũ Tuyệt Tiên Vương ra tay, thì cũng tuyệt đối không có khả năng cướp đi cái bảo vật này từ trong tay của Hứa Ứng. Hứa Ứng lại đi về phía tiên đạo giao trì, xa xa nạp lăng đồ chú ý tới nơi đây. Cuốn quýt chạy tới, còn chưa có tiếp cận đã thấy hữu ứng quanh thân tiên hạ bi lượng cùng với tiên đạo giao trì tương thích với nhau. Tiên đạo giao trì ẩn chứa tiên gia đại đạo. Tự nhiên là gặp được chủ nhân, trở nên hoạt bán như trước nay chưa từng có, vận chuyển chung quanh hữu ứng, chui vào trong cơ thể của hắn. Không chỉ là như vậy, mà giao trì chi thủy tẩy phạt hữu ứng thân thể nguyên thần, rèn luyện thân thể nguyên thần tạp chất, thần thức, nguyên khí âm dương nhị khí đều được thoát thai hoán cốt tăng lên nạp đàn đô có ý đồ thúc giục tiên đạo giao trì nhưng mà cái bảo vật này giống như là cùng hoán không có quan hệ nữa Vân tiền căn bản là không cách nào tế khởi nạp đàn đô trong lòng kinh hoảng đây là bảo vật mà sư tôn ta ban cho ta đều rơi vào trong tay của người khác rồi ta nên trở về hướng sự tôn như thế nào đây chứ Ngoan Thật nói: "Đại muội tử à, pháp bảo này vốn là cảnh giới giao kỳ trên người có a ứng cắt xuống hiện giờ bắt quá là giật về nguyên chủ thôi." Nạp Đăng Đồ lắc đầu nói: "Ngươi không nên miễn máu phun người sự tồn ta tuyệt đối không có khả năng dùng người ta ứng pháp bảo hết." Thái năm của Hoa Thất Ảnh chuyện đến, cười lạnh nói: "Giao chị, cứ để cử Tiên Dương." cùng với thập nhị trọng lâu của phụ thân ta đều là luyện chế từ cảnh giới cắt xuống trên người của người này đó nạp lan thế quỳnh ngươi không nên nghĩ sư phụ ngươi quá là cao thượng nạp lan đô đang muốn tranh luận lại không giải thích được vì sao tiên đạo giao trì gặp phải hứa ứng liền lập tức không khống chế được hứa ứng hiện tại trọng thương chưa lành căn bản không có khả năng xóa đi lạc ấn của đệ cửu tiên vương hơn nữa cho dù đệ cửu tiên vương tới lên bảo vật này Cũng không có hiện tượng giao trì cùng nhau hít thở Tiên đạo giao trì cùng với hứa ứng chặt chẽ như là một Liền giống như là huyết nhục trên người hắn Cùng hắn hô hấp Khí quyết tương liên Hắn không thể không thừa nhận Tiên đạo giao trì chính là cảnh giới trên người của hứa ứng Đệ cửu tiên vương đào ra cảnh giới của hứa ứng Luyện thành bảo vật Hứa ứng đi ra khỏi tiên đạo giao trì Ký tích càng ngày càng mạnh Hắn mặc dù không có lục đại động thiên gia kỳ Không cách nào đặt chân tiên lục chi vực Nhưng hai đại tiên vương Chỉ bảo rèn luyện ra Để cho hắn có tu vi lại lên một tầng cao mới Đột nhiên Vẫn là ở xa không có cường hoành mạnh Là sáu đại tổ pháp động thiên gia kỳ Phía sở hữu ứng Thập nhị trọng lâu cùng với giao trị bay lên Lập tức lại có một tòa tam thiên quan Hiện lên phía trên giao trị Khí tức của ba kiện tiên vương chi bảo này phát ra như là phô thiên cái địa, đủ để bổ sung khuyết điểm của lục đại động thiên. Càng mấu chốt hơn chính là ba kiện bảo vật này nhìn như là pháp bảo, nhưng mà lại phản phất như lại là tam đại cảnh giới của hắn, làm cho người ta có loại cảm giác chính là một bộ phận thân thể của hắn. Hứa ứng, giơ tay lên, nói Thả dị cô nương này ra, những cái tiên thảo kia đem hoa thất ảnh buông ra nhưng không có buông ra một phần thảo như cũ vẫn đặt ở dưới chân hứa ứng ho khan một tiếng nói <laughs> chưa về đạo hủ cái vị thảo gia này cũng là bằng hữu của ta nếu mà hứa tiên chủ đã mở miệng như vậy chúng ta phải để cho hứa tiên chủ một cái mặt mũi à trong đó một gốc tiên thảo thần thức dao động truyền đến một cái thanh âm già nua nói Kỹ lại chúng ta ở chỗ này tu hành gã này không khỏi phân biệt liền dùng cái rễ cấm vào cơ thể của chúng ta muốn hấp thụ dược lực của chúng ta hứa tiền chủ nếu nó tái phạm thì hứa ứng cười nói <cười> nhận đánh nhận phạt thảo gia mấy cái gì này đều là tiền bối của ngươi ngươi đi theo chúng tu hành không cần manh lãng một phần thảo bất mãn gật gật đầu hứa ứng nhìn về phía nạp lan đô cùng với hoa thắt ảnh sắc mặt hiền lành cười nói <cười> à, hai vị cô nương ta không giết nữ nhân đâu các người về đi nạp lan đô nghe được cái chữ cô nương cùng nữ nhân này sắc mặt không khỏi đỏ lên nhỏ giọng nói ta không phải là nữ nhân hoa thất ảnh vừa mừng vừa sợ cười nói thật hả hứa ứng chỉ búng một cái phía sau hoa thất ảnh không tự chủ được mà hiện ra động thiên hoàng đình tu vi của hắn bây giờ so với hoa thất ảnh thì kém hơn rất nhiều nhưng có tam đại tiên vương chi bảo gia trị thì động thiên bán ra hoa thất ảnh vẫn là dễ dàng hoa thất ảnh trong lòng khẩn trương thầm nghĩ đúng rồi động thiên na tổ này cũng là từ trên người hắn cắt xuống à hứa ứng cẩn thận đánh giá động thiên hoàng đình sắc mặt ám đạm chỉ thấy hoàng đình động thiên cũng đã bị tàn phá không chịu nổi. Tuy rằng không có đến trình độ, không cách nào vận hành, nhưng mà không bằng thời kỳ đỉnh phong rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ có trùng tu lục bí, một cái con đường này mới có thể đi được sao? Hứa ứng phất phất tay. Hoàng đình động thiên phía sau hoa thất ảnh, khép lại, Lại trở lại trong cơ thể của thiếu nữ cung trang này. Hoa thất ảnh giật mình. Ngươi, Ngươi không cần cái tòa động thiên na tổ này nữa hả Đã bị tàn phá rồi Không còn hoàng mỹ nữa Không cần gì nữa Hứa ứng nói với hai người Ta sẽ không tiễn các người đâu Thất giả dung ra Các người thầy ta tiễn bọn họ đi Giết lời Lặng lẽ giơ tay phải lên Ở dưới cổ hư hư quẹt một cái Ngoan thất cùng với chuông lớn hiểu ý Ngoan thất hét lên Hai vậy Mãi lên đường chúng ta đi nhanh một chút, thừa dịp trời còn chưa có tối, chúng ta trở về còn phải đào hố nữa. Ta không đi. Hoa Thất Ảnh vội vàng cười nói. <cười> ta mang theo thập nhị trọng lâu cùng với đồng thiên na tổ, phản bội khắc hư rồi, đã không thể trở về được nữa. Ta trở về chính là một con đường chết. Bây giờ qua gia cùng với phụ thân ta nhất định hận không thể lột da của ta đó. Nạp Đăng Đô cũng nhìn thấy thủ thế của hư ứng, vội vàng nói. À, ta làm mất tiền đạo giao trị Của sư tôn rồi à, Trở về nhất định bị trách phạt Ta cũng không đi à, huống hộ Thân thể ta cũng không tròn vẹn Sao có thể trở về gặp người nữa hắn càng nói là càng thấp Hứa ứng thở dài nói Hơi Hay vậy bỏ thiện theo ác À không đúng Là bỏ ác theo thiện Lòng ta rất là an tâm Bồng lai ta cùng với tổ đình liên minh đau lúng dùng người hay vị chủ động lưu lại hỗ trợ cũng là tốt á khuế miệng của nạp lan đô và hoa thất ảnh giật giật rất là muốn phản bác nhưng mà hình như mình thật sự là chủ động lưu lại hứa ứng suy nghĩ một chút rồi lại nói à, thất gia tổ đình tứ thánh sở thiên đô cùng với diễm chân quân bọn họ à, không phải là đang truy sát mấy cái cao thủ dạng giới kia sao dẫn bọn họ đi qua giết mấy cái dạng giới cầu thủ kia đi lập danh trạng gì đó sắc mặt của nạp lan đô cùng với chán của hoa thất ảnh tái nhợt mồ hôi lạnh cuồn cuộn chưa thiên vận giới lần này đến về quét tiểu thiên tôn thì đều là sức thân tự danh môn đại phái sau lưng đều có thiên giới cường giả nếu mà bọn họ giết những cao thủ này chỉ sợ sẽ không thể nào quay về được khắc khư dù sao khắc khư vẫn là thần thuộc về thiên giới nghe theo tiên giới điều khiển. Hứa ứng an bài thỏa đáng lúc này, chỉ thấy ánh trăng sáng tỏ. Hướng bên này chiếu tới. Hướng lúc này mới chú ý tới bên người, nhiều ra thêm một phong tư yếu điệu nữ tử. Hứa ứng ngửa đầu. Nhưng thấy giữa không trung cho thêm một vần trăng sáng, có lẽ chính là đạo luân hồi trong âm gian. Luân hồi huyền nữ đi xuống chân núi, nói Hứa đạo hữu, ta đã ở dương gian trì quản quá lâu rồi người nếu đã tính lại như vậy ta liền trở về âm gian hứa ứng đã sát cánh cùng với ngài nói à, Đà đa tạ nữ đế đã cứu vớt kẻ xấu xa này <laughs> vì sao nữ đế lại nóng lòng trở về như vậy hả luân hồi huyền nữ nói giống như đông nhạc bất đế về thương ngô mấy giờ đồ hú này cả ngày tránh né quán sợ không chịu nổi một ngày khi nào mới là cuối cùng chứ Không bằng dứt khoáng trở về Hơn nữa theo ta thấy Tiên giới hơn phần nữa là có một chút biến cố rồi Chọn biến cố này Làm cho tình cảnh của ta không có nguy hiểm như vậy nữa Hứa ừ, ứng ừ, Khó hiểu Biến cố hả Luân hội huyền nữ cười nói <cười> Âm phủ xâm lắng duyên gian Thiên địa đại đạo của ma vực Cũng đang vô trì vô giác Quét trường ra bên ngoài Xem như là ma vực xâm lắm Còn có khắc hư cách một đoạn thời gian thì các hư luyện quyết tẩy luyện khí sĩ thiên hạ nghĩ đến không chỉ là quyết tẩy thế giới nguyên thú chứ sợ là những thế giới khác cũng nằm trong danh sách quyết tẩy xem như là khắc hư xâm lấn phương diện này rất là có vấn đề hứa ứng giật mình suy tư nói sau lưng khắc hư chính là đám người cũ tiên dương mai vật chính là tổ đình sau lưng chính là tiểu thiên tôn sau lưng âm phủ là bốn từ đầu âm phủ Luân hội huyền nữ cười nói <cười> Đây chính là bên ngoài Sau lưng khắc khư Chứ sợ là tồn tại Thì khí rất là nặng Sau lưng âm phủ Cũng không phải là lão thần chết Bốn người chúng ta đâu Hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu Nói Ta nghe ngốc từ A Phúc nói Có một nhóm luyện ký sĩ thần bí Được xưng là thâm uyên giám thị giả cầm thần tiên xua đuổi thi thể của thương ngô đại đế tạo thành âm phủ xâm lấn đằng sau mấy cái thá giám thị giả này là ngọc hồ chân nhân của tiên giới ánh mắt hắn hơi hơi chớp động nói thi khí sưu lưng của khắc khư tồn tại rất là nặng chẳng lẽ là cường giả của tiên giới sao luân hội huyền nữ nói ta cũng không biết ngày đó ta đối chọi với hắn nhận ra hắn không phải là người sống mà là một thi thể nằm trong lòng bàn tay của đại đạo của ta. Vì vậy ta bảo hắn biết khó mà lui, cũng không giao phong nữa. Nhưng mà nếu thật sự giao phong, ta chưa chắc có thể bắt được hắn. Hứa ứng trong lòng cả kinh. Với tình huống đại đạo bị kiềm chế, còn có thể làm cho luân hồi huyền nữ cảm giác được không thể chiến thắng. Thì lai lịch của khắc hư chi thi kia, chứ sợ là không phải chuyện đùa. Hứa đạo hữu mấu chốt nhất chính là chuyện ma vực sâm lắng này còn có một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi huyền nữ nhắc nhở hắn, nói Ta tiến vào trong tổ định, phát hiện nơi này thiên địa nghiền nát, sơn hạ không có chỉnh tệ, thiên địa đại đạo không có trọn vẹn không có khả năng xuất hiện hiện tượng xâm lấn ngoại giới. Hứa ứng nhớ đến hiện tượng ma vượt xâm lấn của đại thế giới nguyên sơ, nói nhưng mà hết lần này tới lần khác lại xuất hiện Lương hội huyền nữ nói Cái này tập phần cổ quái Ta suy đoán Ma vực xâm lấn chưa thiên dạng giới Có thể tương tự như là âm phủ xâm lấn khác khư xâm lấn Sau lưng cũng có một thế lực tiên giới nhúng tay Tiên giới Có thể có người muốn làm một đại sự Hứa ứng ngỡ ngơ Ngấn đầu nhìn lên bầu trời Bầu trời bồng lai chính là bầu trời của tiên giới Là một mảnh tường hòa yên tĩnh Xa xa Như là có bão táp nổi lên Không biết là cát hung Hứa ứng thu hồi ánh mắt Tiễn luân hồi huyền nữ đi xuống chân núi Luân hồi huyền nữ nói Hứa đạo hữu Xin dừng bước Hứa ứng tỉnh giáo Nói Nữ đấy Ta còn có gì tỉnh giáo Năm đó ta rời khỏi cùng luôn Phụ mẫu của ta có phải cũng còn sống Chạy ra khỏi cung lông hay không vậy Lương hồi huyền nữ gật đầu Hứa ứng Nói tâm là một mảnh lửa nóng truy vấn Vậy bọn họ còn sống hay không Lương hồi huyền nữ Chần chờ một chút Từ hồ là có một chút kiên kỵ Không dám nói quá sâu Nói Bọn họ còn ở trên nhân thế Nhưng là bọn họ ở nơi nào Ta liền không biết đã từng có một chúng đáng sợ tồn tại sau khi ta chết mượn cái sức mạnh của ta để tìm kiếm dấu vết bọn họ tâm thần hứa ứng kích động lên thật lâu mới bình ổn ngoại trừ tìm kiếm bọn họ ra thì tồn tại từ tiên giới hàng lâm còn mượn lực lượng của ta đối với nữ tử bên cạnh ngươi hạ luân hội nguyền rủa luân hội huyền nữ tiếp tục nói nữ tử bên cạnh ta Trước mắt hứa ứng không khỏi hiện ra Một cái đạo bóng dáng xinh đẹp Cùng hắn hơn bốn vạn năm Di si truyền làm bạn Nữ tử bị luân hồi huyền Nguyền rủa Sẽ là Nguyên Vị Ương sao Kiếp thứ nhất của Nguyên Vị Ương sẽ là ai đây Mình cùng với nàng Có một đoạn chuyện sư như thế nào Hai người làm bạn luân hồi Một người từ đằng độn Bị điều khiển khiến vận mệnh nhân sinh của một người thì dễ dụa trong luân hồi như là cá một lần lại một lần bị cuốn vào trong vòng xoáy đây vừa là một loại lãng mạn mà vừa là một loại tra tấn hứa ứng lấy lại bình tĩnh nói nàng đã khôi phục trí nhớ ngày xưa rồi một thân tu di cũng trở về hắn là đã nhảy ra khỏi lương hồi nguyện rủa rồi chứ lương hồi huyền nữ lắc đầu nói lời nguyện của lương hội vẫn còn đó lời nguyện vẫn còn hứa ứng không khỏi sợn tóc gáy tây vương mẫu giúp nguyên vị ương cởi bỏ ký ức phủ bụi nhớ lại quá khứ để cho nạn trở về với thân thể nữ tiên khôi phục lại cường đại như xưa vậy mà còn chưa có phá vỡ được quyền rủa lương hội chẳng lẽ nạn còn có thể một lần nữa gặp bắt chắc rơi vào trong lương hội chăng Chẳng lẽ nàng còn ở trong tay tồn tại đáng sợ bị nguyền rủa luân hồi kia sao? Luân hồi huyền nữ nói Người thi chú cực kỳ cường đại Sau khi ta chết Mượn đạo của ta thi chú Ta hiện giờ cũng không giải được Hứa đạo hữu Thứ cho ta bất lực Hứa ứng lấy lại bình tĩnh Chứ tiên lạ đem cái việc này buông xuống Hỏi Nữ đế có thể cứu chữa tiểu thiên tôn có hay không lại có biện pháp giúp ta khôi phục lại lục bí ha Lục bí của hắn bị hao tổn Hiện giờ không còn là na tiên nữa Chỉ là một luyện khí sĩ tu luyện đến cảnh giới trọng lâu kỳ Hắn cố nhiên có thể mượn được thập nhị trọng lâu Giao kỳ cùng với tam thiên quan Tăng lên chiến lực Nhưng mà ba kiện bảo vật này đã là pháp bảo Không còn là cảnh giới của hắn nữa Bởi vậy hắn đối với việc khôi phục lục bí Rất là bức thiết Luân hội huyền nữ nói Hứa đạo hữu Cầu người không bằng cầu mình Năm đó người đi đến tổ đình Tìm hiểu tổ pháp của hứa gia Đột phá về tổ pháp của hứa gia Hiện giờ cần gì Phải làm người khác cầu chứ Nếu mà ta giúp người Chỉ có thể làm cho người cố thủ không tiến lên Đạo hữu Cứ như vậy từ biệt ở đây Để cho ta khôi phục đến đỉnh phong Tự nhiên là có ngày gặp lại Hứa ứng giật mình Đứa mắt nhìn nàng đi xuống bồng lại tiên sơn Chỉ thấy một vần trăng sáng biến mất ở trong sơn hạ mênh mông Ta năm đó ở tổ định Đột phá tổ pháp của hứa gia sao Nàng chỉ Chẳng lẽ là ta Ở di chỉ đâu xuất cung Luyện chế đâu xuất cung Ở bên gián cung bỉ ngạn sao Hứa ứng suy nghĩ Luân hội huyền nữ nói hắn đột phá tổ pháp hứa gia Hơn phân nửa chỉ là chính cái này Ta nằm đó Ở trong khốn đốn đột phá tổ pháp của hứa gia Ta hôm nay Nhất định cũng có thể đột phá được để nhất kiếp của ta Hứa ứng phấn chấn lại tinh thần Thầm nghĩ Bác quá nữ đế thu lộn một số thứ Ngược lại Rất là thú vị Âm gian xâm lấn là do Ngọc Hồ chân Nhân Ở tiên giới đang thúc đẩy Ngọc Hồ chân Nhân Sau lưng của hắn khẳng định là còn có người khác Khắc hư xâm lấn Tổ định ma dực xâm lấn Phương diện này cũng rất là cổ quái Khắc khư chứ thì không cần phải để ý đến hắn đi Nhưng mà tổ định ma vực xâm lấn Suốt cục là chuyện gì xảy ra chứ Hắn nghĩ đến kế hoạch bổ thiên của tiểu thiên tôn Trong lòng khẽ động Kế hoạch bổ thiên cùng với tổ định ma vực xâm lấn Phải chăng là có liên hệ gì hay không Hắn lúc này đi đến hộ nguyên cung Tìm kiếm tiểu thiên tôn Hỏi thăm tổ định ma vực xâm lấn là cái chuyện gì Sư phụ Thiên địa đại đạo của tổ đình Còn chưa có khôi phục lại như cũ Nói gì xâm lấn cái khác chư thiên dẫn với gì nữa chứ Tiểu thiên tường lắc đầu nói Đại thế giới nguyên sơ Thiên địa đại đạo cũng đã phục hồi rồi Kỳ thật Cùng với tổ đình ta Không có nửa điểm gì quan hệ Hứa ứng kinh ngạc vạn phần Thất thanh nói Ma dược xâm lấn Đại thế giới nguyên sơ Cái này Không có liên gia quan gì tới ma dược sao Hắn cũng là bởi vì ma đạo xâm lấn đại thế giới nguyên sơ, ô nhiễm nguyên thận của mình, cho nên mới có cái chuyến đi đến tổ đình lần này. Không nghĩ đến, Tiểu Thiên Tôn cương nhiên nói ma vực xâm lấn cùng với ma vực không có bất kỳ quan hệ gì. Cái điều này thật là thái quá. Tiểu Thiên Tôn nói, Sư phụ, ma vực xâm lấn đại thế giới nguyên sơ, càng nên gọi là phục hồi như cũ mới đúng, thu phục cố thổ đại thế giới nguyên sơ thiên địa đại đạo vốn nên cùng với thiên địa đại đạo của tổ đình nhất trí mà không phải là thiên địa đại đạo như bây giờ đối với cái loại biến hóa này tổ đình rất là vui mừng ta gọi là tổ đạo thức tỉnh đó hứa ứng kinh ngạc xuất thần đột nhiên nói người có cảm thấy tổ đạo của đại với thế giới nguyên sơ thức tỉnh hay không có thể là có tiên nhân thúc đẩy ở sau lưng hay không hả Tiểu Thiên Tôn kinh ngạc Nói Tiên nhân thúc đẩy hả Tiên nhân coi như là Thiên đề đại đạo của tổ đình là ma đạo Coi tổ đình là ma vực Tại sao lại thúc đẩy tổ đình thức tỉnh Thúc đẩy tổ đạo thức tỉnh Đối với tiên nhân có cái lợi ích gì Hứa ứng Suy từ nói Hạ giới đấu tranh Là biểu hiện của cuộc chiến đấu Giữa các cự đầu ở tiên giới Ở trong hạ giới âm phủ xâm lấn khất khư xâm lấn cùng giới ma vật xâm lấn có lẽ là sau lưng đều là tiên giới cự đầu đấu tranh gay gắt à, còn một điểm nữa đó chính là ta hắn đi tới đi lui nói trước kia nếu ta chạy ra khỏi dám thì giả bắt đầu tu luyện liền lập tức đưa tới các lộ thiên thần trấn áp thậm chí là tiên giới phái là tiên nhân hạ giới tự trấn áp mình nhưng mà Tới những năm nay chẳng những là bắt đầu tu luyện Thậm chí là bắt đầu phá giải phong ấn Giải trừ những cái ký ức bị phủ bụi trước đó Tiên giới đến nay vẫn chưa có động tĩnh lớn gì Giống như là không rảnh hỏi qua Chuyện này thiệt là lạ nha Hắn vừa nói như vậy Thì Tiểu Thiên Tôn cũng cảm thấy được nơi này có biến hóa kỳ lạ Thần linh nguyên thủy của cung luân sống lại Cung luân không thể khống chế được bốn đầu sợ âm phủ trước khi sống lại âm phủ chỉ sợ là cũng sẽ có động tác lớn điều không khiến cho tiên giới coi trọng thật sự là quá quỷ dị trước đó không lâu hứa ứng ở đạo khải địa gây ra bao nhiêu là động tĩnh tiên giới ngoại trừ tượng trưng chấn áp một lần sau đó liền không giải quyết được gì nữa chẳng lẽ tiên giới cũng đang nằm phẳng sau hai người liếc nhau cho miệng một lời nói phương diện này tất là có cổ quái hứa ứng nhanh chóng nói tiểu thiên tôn nội dung cụ thể kế hoạch bổ thiên của ngươi là gì thì chuyển ra như thế nào hả có thể đề cập với người ngoài hay không hơn phần nữa có người biết được kế hoạch này của ngươi thuận nước đẩy thuyền ở khi thiên nhận giới muốn làm ra một hồi đại sự tiểu thiên tôn nói sư phụ kế hoạch bổ thiên là do ngươi đưa ra đó Ta mấy năm nay chỉ là đem cái kế hoạch bổ thiên này hoàn thiện mà thôi Ờ à, đi theo ta Hắn giận hứa ứng Đi tới một cửa nguyệt động Nói Ta đã thu thập các loại Đại đạo mảnh dụng của tổ đình Chính là muốn hoàn thiện kế hoạch bổ thiên của sư phụ Năm đó người trời đi Các vị thúc bá cũng đều quy ẩn Ta liền một mình sửa sang lại mấy thứ này Trong tổ đình Biết cái việc này mặc dù không ít nhưng mà có tiên nhân nào biết cái việc này hay là không thì ta cũng không biết hướng ứng đi vào trong nguyệt động môn kinh nghi một tiếng chỉ thấy trên cái động môn này chính là một mảnh không gian khác trước mặt là một mảnh vỡ tiên khí khổng lồ giống như là một ngọn núi trên tiên khí có đạo văn kỳ dị thỉnh thoảng sáng lên đây là một kiện tiên khí tàn phá của thời cổ đại đã tử vong, không còn tâm linh nữa. Bên cạnh mảnh vỡ tiên khí này còn có một dãy giá sách. Hứa ứng nhặt lên một quyển sách, lật xem một lần. Trên sách ghi lại chú thích của Tiểu Thiên Tôn đối với những đạo văn này, cùng với đạo văn mà hắn thử bổ sung. Hứa ứng buông sách xuống, đi về phía trước. Không đi được bao xa, hắn liền nhìn thấy được một mảnh vỡ tiên khí khổng lồ khác, giống như là niêm ác bằng đồng ở trên chuông. Bên cạnh cũng có rất là nhiều giá sách Đều bày rất là nhiều sách Hứa ứng phi tăng bay lên Phóng mắt nhìn lại Chỉ thấy cái phiến không gian này khắp nơi đều là Từng khối pháp bảo mảnh vụn thật là lớn Các loại đạo văn minh dược bất định Mở bên cạnh những mảnh vụn pháp bảo này Giá sách sang sát Phía trên bày đầy đủ sách vở Những quyển sách này Chính là do Tiểu Thiên Tôn hơn 4 vạn năm qua bổ thiên thử nghiệm. Hắn lục sớm khắp cả di tích văn minh mất mát, tìm kiếm mảnh vỡ pháp bảo để bị mai một ở trong di tích. Từ trong đạo văn phía trên đó, chính lý hoa văn đại đạo, thứ căn cứ vào những đạo văn không trọn vẹn này, tiến hành suy luận, bổ sung đầy đủ. Đây là một nhiệm vụ to lớn, đến khó có thể hoàn thành. Nhiệm vụ không phải là nhân lực có khả năng hoàn thành cũng không phải là là nhiệm vụ trí tuệ của con người có thể hoàn thành. Bất luận Tiểu Thiên Tôn có làm được cái việc bố thiên này hay không, thì vẻn vẹn hơn 4 vạn năm kiên trì cũng đủ để cho người ta khâm phục. Hứa ứng trong lòng chàng đầy cảm động, trầm mặt một lát nói. Kế hoạch bổ thiên là ta đưa ra. Ta điều phi thân đầu tổng, vì sao ngươi còn phải kiên trì làm tiếp chứ? Tiểu thiên tôn suy nghĩ một chút, cười nói. <laughs> Ai nói nói nhất định là giấc mộng của ngươi Sư phụ Sư phụ dạy ta phải mang ở trong lòng có thiên hạ Vì vậy không thể là giấc mơ của ngài được Lòng Lòng mang thiên hạ hả Hứa ứng làm bầm nói Bản thân ta còn không làm được Làm sao có thể lấy nó ra Yêu cầu ngươi đây chứ À, à đúng rồi Tinh thần hứa ứng chấn động cười nói À, ta vẫn gọi ngươi chính là Tiểu Thiên Tôn Còn không biết tên thật của ngươi là gì Ngươi nếu còn nhận ta là sư phụ Thì như vậy tên thật của ngươi Cũng nên nói cho ta biết chứ Tiểu Thiên Tôn chần chờ một chút Nói Đệ tử cũng không nhớ rõ Hứa ứng cười nói Ngươi, ngươi là Ngươi là cho ta nhặt được Lại là cho ta nuôi lớn Còn muốn được gạt ta sao Tiểu Thiên Tôn có một chút nhận nhó Ấp uống một lúc lâu Nói Tiểu danh Nhũ danh của ta chính là Nhị cậu tử Không biết là phụ mẫu là ai Cho nên không có họ Sau đó gặp được sư phụ Cho ta một cái họ hứa Hứa nhị cậu tử hả Hứa ứng hỏi Tiểu thiên tôn miễn cưỡng gật đầu Hứa ứng chờ mặt một lát Nói Ê, Sau này gọi ngươi là tiểu thiên tôn đi Tiểu Thiên Tôn vội vàng gật đầu. Nơi này ngoại trừ mảnh vỡ nghiện nát của tiên khí thì còn có một ít là vách đá cùng với những thanh lòng đỉnh khác. Khắc lên không ít là công pháp tròn vẹn. Hướng đi tới trước một khối thạch bích dừng chân quan sát thử dựa theo công pháp không tròn vẹn trên vách đá thúc giục nguyên khí cương nhiên là có thể vận chuyển. Bất quá bởi vì công pháp không tròn vẹn vận chuyển cũng cực kỳ hung hiểm tùy thời cũng có thể là tẩu hỏa nhập ma. Bên cạnh những vách đá này cũng có một dãy sách khác. Trên cái giá sách này chính là do Tiểu Thiên Tôn vì bổ sung những công pháp này mà thử nghiệm. Hứa ứng nhìn từng cái hàng vách đá kia, nghĩ đến ngàn vạn năm qua. Tiểu Thiên Tôn chính là ở chỗ này thử phục hồi hệ thống thần thông, tổ đình, đạo pháp. Đột nhiên, hứa ứng tỉnh lại, hỏi. Cụ chuyển quyền công của người lấy từ đâu ra vậy? Cái môn công pháp này cực kỳ lợi hại, Viết chiến hai cái đại tiên vương buộc hai đại tiên vương này không thể không đưa bước nếu không phải là huyền công của tiểu thiên tôn có sơ hở sợ chứ sợ chết cũng không phải là tiểu thiên tôn mà chính là hai đại tiên vương ta là từ trên cái đá này lấy được cụ chuyển huyền công chỉ là tàng thiên thôi tiểu thiên tôn dẫn hắn đi tới trước một thạch bích có khắc tàng thiên cụ chuyển huyền công nói bất quá cái môn công pháp cổ xưa này đã muốn đi quá là nhiều bộ phận ta chỉ có thể miễn cưỡng thôi diễn đến để thất chuyển thôi hứa ứng đánh giá công pháp không trọn vẹn trên vách đá công pháp này chính là pháp môn thân thể thành thánh nhưng bộ phận không trọn vẹn ở trên vách đá quá nhiều dẫn đến tu luyện cực kỳ hung hiểm hứa ứng quan sát một lúc liền biết cái phương pháp công pháp này cái môn công pháp này chính là dùng nguyên khí nội họa tiểu thiên địa nghịch chuyển tiên thiên lộ số để nhất chuyển của công pháp này cực kỳ đơn giản chỉ là sơ lược đại chu thiên pháp môn chỉ có thể là đại khung chuyển thứ hai chính là đại chu thiên tăng thêm rất là nhiều mạch lạc còn chuyển thứ ba thì lại có nhiều chi tiết hơn chuyển thứ tư thì tự nhiên diễn hóa ra đạo văn chuyển thứ năm chi tiết nhỏ hơn cũng diễn hóa ra đạo văn hoa văn chuyển của chuyển thứ sáu diễn biến ra một chuỗi đạo văn chi tiết là Chuyện thứ bảy lại tăng lên Chuyện thứ tám Đại chu thiên hóa tạo thành đạo tràng Đạo tràng luyện thành Ở trong cơ thể tiểu thiên tôn giống như là Thiên địa chân chính Từ đó làm được cái việc Thiên thiên nghịch chuyển Hóa hậu thiên thành thiên thiên Nguyên thần lại trở thành Tiên thiên thần thánh Chuyện thứ chín Đạo tràng lại hóa thành pháp môn la thiên Chỉ là chuyện thứ chín Ở trên vết đá này chỉ có lại một phần hiệu quả tu luyện, không có công pháp chân chính ghi lại. Hiện công của chuyện này thiếu đi quá nhiều, lại bởi vì đi chính là cái con đường nội hỏa tiểu thiên địa, nghịch chuyển tiên thiên, dẫn đến chuyển đầu tiên cực kỳ trọng yếu, hơi có sai sót, thì phía sau sai sót lại càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Tiểu thiên tồn, hắn là ở chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai lúc tu luyện, ngoài trừ những cái điểm sai lầm, dẫn đến trong công pháp lưu lại sơ hở, đến chuyện thứ bảy thì sơ hở lại bị phóng đại vô số lần bởi vậy bị hai cái đại tiên vương kia nhìn ra dẫn đến chết trận trước vách đá cửu chuyển huyền công cũng có rất là nhiều giá sách hứa ứng nhặt lên một quyển sách lật xem chỉ thấy trong sách chính là do tiểu thiên tôn điều chứng rất là nhiều tư liệu tiến hành hoàn thiện đạo văn thời đại cổ xưa tu luyện đạo văn cùng với phù văn tiên đạo tương tự với nhau điều là ghi chép lại thiên địa đại đạo thủ đoạn hứa ứng dứt khoát đứng ở bên cạnh giá sách đem từng quyển từng quyển sách xem xuống đem một quyển sách mà tiểu thiên tôn chú thích xuống đọc hắn vốn không am hiểu đọc sách nhất là sách khô khan đọc vài câu thì sẽ mệt mỏi tiểu thiên tôn đại là một người khô khan tuy nhiên là không có khả năng đem sách lượng chứng đạo văn cửu chuyển huyền công viết ra được thú vị Hứa ứng chống đỡ đọc xong tất cả sách trên giá sách Chậm ngâm một lát Nói Ta giải phong đạo khải địa Để cho thiên địa đại đạo nơi đó sống lại Đạt được rất là nhiều thiên địa đại đạo cảm ngộ Trong đạo dân mà ngươi viết Có một số không phù hợp với ta Để ta đính chính là cho ngươi xem Hắn cứ phục lại thiên địa đại đạo của đạo khải địa Thu được rất là nhiều Tiểu thiên tôn bổ tọa những đạo văn này theo hắn xem ra còn có rất là nhiều thiếu sót Hứa ứng cầm bút Sửa chữa lại đạo văn sai lầm Qua không lâu liền đem cử chuyển huyền công Sửa sang lại đến chuyện thứ bảy Kinh tạch bích huyền công chuyện thứ 8 Chuyện thứ 9 Chỉ có ý niệm không có công pháp Hứa ứng viết đến chuyện thứ bảy Đang muốn dựng bút Thì bỗng nhiên trong đầu linh quan chấp động Theo công pháp này suy diễn tiếp tục viết tiếp Hắn viết đến chỗ vui sướng đầm đìa Đối với trường hợp đạo khải điệu lĩnh ngộ đảo Cũng trở nên càng sâu hơn Không tiêu chú được Mà liền tiến vào trong cái loại trạng thái kỳ diệu kia Nhưng thấy đạo vân quanh thân hắn tản mát ra Bất chi bất giác tràn ngập đến trong mảnh thiên địa không trọn vẹn này Từng đạo vân ngang trời Như là hào quang chậm rãi phiêu động Chậm rãi giãn ra Tiểu thiên tôn trong lòng rung động không hiểu Nhìn chung quanh nhưng thấy các đạo vân bất đồng cùng với những mảnh vỡ tiên khí hắn thu tập được tương liên đem đạo vân không trọn vẹn trên cái mảnh vỡ tiên khí kia bổ sung đầy đủ kế hoạch bổ thiên thiên đạo bổ toàn tiểu thiên tôn nguyên thần run rẩy giao đầu tê dại đây chính là kế hoạch bổ thiên trong mộng của hắn hắn là sư phụ vứt bỏ bọn họ phi thân đến tiên giới phản bội tổ đình Lần này trở về dĩ nhiên đã mang đến hy vọng mới cho kế hoạch bổ thiên. Phiến không gian này là do Tiểu Thiên Tôn tìm được một mảnh nhỏ của tử vi tàn cảnh luyện chế mà thành. Dùng để cất giữ thiên khí mảnh nhỏ cùng với công pháp không trọn vẹn mà hắn thu thập được. Giờ phút này hứa ứng quên thân đạo vân tràn ngập. Cùng tất cả thiên khí mảnh dụng cộng minh tương liên làm cho phiến thiên địa này cũng chuyển đến từng trận đạo âm huyền diệu. Đạo khải địa, dù sao chỉ là tổ đình, một cái phương thiên địa, không có khả năng có được toàn bộ thiên địa đại đạo của tổ đình. Mà những mảnh dở tiên khí này ẩn chứa đạo văn có một chút không ở trong thiên địa đại đạo của đạo khải địa. Lúc này hữu ứng là một lần nữa hợp đạo. Những cái đạo văn kia tự nhiên cùng với hắn tương hợp. Đạo văn ẩn chứa ảo diệu cũng đã hóa thành chi thức nội tình Lắng đọc lại Qua một lúc lâu hứa ứng đột nhiên từ trong trạng thái hộp đạo rút ra Ném bút trong tay Cười nói <cười> à, Nhị à, Tỉa tiên tông Ta nhất thời câu hứng Suy luận ra củ chuyển quyền công tầng thứ 9 có quả phòng trường còn có sai sót rất là lớn ngươi cầm đi luyện trước đi Đợi cho đến tương lai xem có thể hoàn thiện được hay không Quyền công đề cứu chuyển Cũng siêu luyện ra được sao Tiểu Thiên Tôn Khó có thể tin được Hơn 4 vạn năm trước Hứa ứng phi thăng Hắn luyện kế thừa chí hướng của hứa ứng Bắt đầu nghiên cứu cách bổ thiên Cũng là ở khi đó Hắn đã tìm được thạch bích Các cửu chuyển huyền công này Từ đó về sau đã bắt đầu tu luyện Các môn công pháp này Thời điểm hứa ứng phi thăng Tu vi của hắn còn nông cạn Còn chưa tu thành giao luyện kỳ hứa ứng chuyện cho hắn công pháp chỉ đến công pháp giao luyện kỳ của thái nhất tiên thiên công không có pháp môn tiếp theo tiểu thiên tôn chuyển tu cửu chuyển huyền công một mình mò mẫm ăn không biết là bao nhiêu khổ sở hắn bắt thải chúng gia chi trường tinh nghiên các loại đạo văn dùng mấy vạn năm thời gian mới đem cái môn huyền công này thâu diễn đến chuyện thứ bảy Hắn tiểu biết là cử chuyển huyền công cố như là uy lực cường đại Nhưng mà có rất là nhiều sơ hở Vì thế liền không có đem cái môn công pháp này truyền cho sở thiên đô Mà lại truyền cho sở thiên đô một cái môn công pháp Tương đối cường đại khác Đó chính là bách biến huyền công Lại được người ta gọi là bách biến ma công Hứa ứng chỉ trong thời gian ngắn Liền có thể đem cái môn huyền công này Đào đạo đến chuyện thứ chín Không khỏi là cũng quá Thái quá đi mà Hứa ứng vỗ vỗ bả vài của hắn người nói. Cười nói Ngươi tự diễn đến chuyện thứ bảy Ta chỉ là đứng ở trên bãi dạy của ngươi Thượng thế thôi diễn thôi mà Kỳ thật di sư Cũng không có mạnh như vậy đâu Nếu mà ngươi ở đạo khải địa Hợp thiên đại địa chi đạo Thì cũng có thể hiểm hiểu được ra cái đạo dân kia Khi đó Người bổ sung quyền công cửu chuyển Chính là ngươi Hiểu thiên tôn như là bị trộn kích Hư lên một tiếng đau đớn Nói nếu mà đổi lại là ta Ta khẳng định sẽ làm tốt hơn Hứa ứng cười tủm tỉm Nói <laughs> Ngươi có thể an ủi mình như vậy Không bị di sư đã kính không cường dậy nổi Ta liền rất là thoải mái Tiểu à. <laughs> thiên tôn hừa lạnh một tiếng Nói <laughs> Nếu ta cũng biết như ngươi Cho nên phong ấn phụ dân Liền có thể chấn áp một đám tiên khí ở đạo khai địa Ta tự nhiên Cũng có thể cùng với thiên địa đạo hộp tương hợp Hơn nữa ta thu thập nhiều mảnh vỡ tiên khí như vậy ta cũng có thể bổ sung toàn bộ cũ chuyển quyền công hứa ứng cười ha ha một tiếng ha 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 vậy thì ngươi chịu khó hơn bốn vạn năm nữa đi Chỉ thiên thôn cũng cười ha ha một tiếng nhưng mà nghĩ đến bốn vạn năm cổ cực của hắn liền cười không nổi hắn để mình đến người khác đối lại là mình chỉ sợ là không có lạc quan như là hứa ứng đối mặt với tình cảm của hứa ứng rất khó có người nào không tuyệt vọng hắn dựa theo cửu chuyển huyền công mà được hứa ứng sửa đổi từng bước từng bước tu luyện huyền công vận chuyển mạnh mẽ làm cho nguyên thần của hắn lúc lớn lúc nhỏ nguyên thần giống như là thần chính nguyên thủy đạo lực quanh thân cũng càng ngày càng mạnh đây hắn vận chuyển đến huyền công thất chuyển thì quanh thân đạo liên bay múa đạo liên cùng với đạo liên nguyên bản rõ ràng có sơ hở đã thật sự là không có sót lại chút gì. Tiểu Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, hứa ứng thật sự là hoàn thiện được chuyến thứ bảy rồi. Hắn cố gắng một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái, tu thành để bác chuyển. Nhưng mà tổ định thiên địa có khuyết, đại đạo không được đầy đủ. Hắn không thể độ kiếp được, không thể nào tiến vào trong cảnh giới tiếp theo. Để bác chuyển này, vô lượng như thế nào cũng không thể luyện thành. Hứa ứng thấy hắn đang khổ tu, vì vậy lại đi khắp nơi ở trong không gian này Bỗng nhiên Hắn lại nhìn thấy cách đó không xa Là có tiên đạo hào quang Đợi đi tới trước mặt Chỉ thấy nơi này chất đóng các loại pháp bảo Còn có các loại thuộc pháp thần thông Điển tịch chồng chất như là ngọn núi Chưa cái lần đó ra Thì còn có một chút ngọc giảng đạo thư Nhưng mà nhiều hơn nữa Đều là sách viết tay Hứa ứng mở ra nhìn Chỉ thấy nơi này tự thư tịch phần lớn Là luyện khí sĩ bản thảo hắn là xuất phát từ tay của luyện khí sĩ Chư thiên vạn giới ngoài ra còn có bản thảo của tiểu thiên tôn viết là hắn đối với chư thiên vạn giới đạo pháp thần thông đỉnh ngộ cùng với hắn giải mã các công pháp của các tông phái hứa ứng chậm rãi đi về phía trước bản thảo của tiểu thiên tôn phía trước lại càng ngày càng nhiều những cái bản thảo này chính là bản thảo mà tiểu thiên tôn thử giải thích tiên pháp lưu lại lại đi về phía trước xuất hiện rất là nhiều bản thảo về bốn cái chữ linh ngữ hữu ngữ hứa ứng nhìn về phía tờ giấy chất đóng nhìn núi ở phía trước ở trước mặt hắn là một tòa thư sơn trong lòng hắn trào ra một cổ dòng nước ấm đứng ở trước tòa thư sơn này thật lâu không có nhúc nhích tiểu thiên tôn vì giải mã bốn chữ linh ngữ hữu ngữ giúp hắn cởi bỏ phong ấn từ dốc đặt cán mai đã bắt đầu lục loại vốn là học tập càng về sau hắn đã không hiểu phù văn thiên đạo chứ dù là tiên nhân của tiên giới cũng chưa chắc có thể lý giải được thấu triệt như hắn hứa ứng quay đầu lại nhìn về phía tiểu thiên tôn tuy rằng hắn vẫn như cũ không có nhớ rõ được kiếp thứ nhất đã xảy ra cái chuyện gì nhưng mà hắn biết tiểu thiên tôn vẫn coi hắn là cái người thân duy nhất của mình vì để giải cứu thân nhân của mình Hắn không tiếc hao phí thời gian của mình Và có chuyện người khác thọt nhìn Như là rất ngu xuẩn này Tiểu Thiên Tôn đắm chìm vào trong tu luyện Bất tri bất giác Đã trôi qua mấy ngày Để cho đến khi hắn tỉnh lại Chỉ thấy hứa ứng chỉ còn ở cái mảnh bí cảnh này Cũng không có rời đi Hứa ứng đứng trước một cái khối Pháp bảo tàn phiến thật là lớn Xung quanh đạo văn tung bay thử suy ra các pháp môn thời cổ xưa có thiếu bộ phận gì xung quanh hữu ứng xuất hiện rất là nhiều sách vở tiểu thiên tôn nhìn lại đó chính là bổ thiên đạo văn mà do hữu ứng tự tay viết là cái thứ từ trong pháp bảo mảnh vụn mà suy ra tiểu thiên tôn không có quấy rầy hắn mà lặng lẽ rời đi sư phụ ta bổ sung cũ củ chuyển của thiên công cho ta cũng không biết là có phải là không còn sơ hở hay không đây Tiểu Thiên Tôn đi vào trong hỗn nguyên cung Do dự một lát thầm nghĩ Công bằng Liên thử một lần uy lực của cửu chuyển quyền công Pháp môn tốt nhất thí nghiệm uy lực của công pháp này tự nhiên là nơi đó rồi Chỉ là ta không có con đường nào để tới đó Qua hai ngày Tiểu Thiên Tôn ở vô lượng biển lửa tìm được ngoan thất Chú lớn đang đuổi với cường giải vạn giới đi theo bên cạnh bọn họ còn có một ít cường giả thủ định mỗi người đều có thực lực cường đại tiểu tiên tôn gọi đến lạp lan đô nói lạp lan sư điệt ta có thể thả ngươi trở về nhưng mà có một điều kiện ngươi phải dẫn ta tiến vào trong khắc khư lạp lan đô vừa mừng vừa sợ vội vàng đáp ứng mấy ngày nay hắn lo lắng đề phòng lo lắng đám hỗn đảng ngoan thất chuông đớn để cho mình giết đến chư thiên cường giả sau đó thì chán trợn tuyên dương Quá thật ngày đêm khó ngủ Hiện tại Tiểu Thiên Tôn đưa ra cái yêu cầu này Không thể nghi ngờ là một cọng rơm cứu mạng của hắn Lập tức Nạp Đăng Đô tỉnh lại Tiểu tiểu Thiên Tôn Người cứu nhân cường đại Nhưng mà ở khắc khư Chỉ sợ là ngươi lãnh nó chữ nhiều Ta lo lắng ngươi có thể không có trở về đấy Tiểu Thiên Tôn thản nhiên nói cái này không cần người lo lắng Nạp Đăng Đô dơ dự một chút Nói Ta, ta có một yêu cầu Tiểu Thiên Tôn kệ như mày Có một chúng không thích người khác Cùng với hắn mặc cả Thả nhiên nói Nếu ngươi muốn đòi lại tiên đạo giao trì Để khuyên ngươi Vẫn nên là suy tâm vọng tưởng đi Nạp Đăng Đô lắc đầu Nói Ta quả quyết không có cái ý niệm đòi lại giao trì trong đầu Nhưng mà Giảng bối có một ẩn ẩn khó nói chính là chính là mặt hắn lộ vẻ khó xử cắn răng vẫn nhịn xuống xấu hổ đem cái sự tình nói một phen tiểu thiên tôn vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu cũng không nói gì sắc mặt của nạp lang đô đỏ bừng nói sự thốt người xem có thể diện trợ hay không vậy lúc trước khắc khư cùng với tu định quan hệ rất tốt nạp lang đô cũng đã tới đây mấy lần xưng Tiểu Thiên Tôn là sư thúc. Sau đậu của Tiểu Thiên Tôn hiện ra nơi hoàng cung động thiên, thoáng vận chuyển một chút, chi liệu ẩn tật của Nạp Lan Đô. Nạp Lan Đô vừa mừng vừa sợ, chờ cảm thấy mình trở nên hoàn chỉnh, không khỏi rơi xuống hai hàng nước mắt, nói Chờ thúc, là Tiểu Điệt thất thố đội, Tiểu Điệt liền thúc dục pháp thuật, mà sư thúc đi đến khắc khư. Hắn thúc dục pháp thuật, lại tới lên một tấm kim chuyện tiên lục chỉ thấy trên cái tiên lục này vẽ ra một con quái nhãn tiên lục bay lên không chung mãnh liệt có kim quang hào phóng quái nhãn mở ra để cho bầu trời lộ ra một đạo khe nứt nạp lan đô khom người tiểu tuyên tôn đi vào khe nứt nạp lan đô cũng đi vào khe nứt biến mất để củ tiên vương cùng với ngũ tuyệt tiên vương có một trận chiến này đã bị thương khá nặng hai vị tiên vương này Lần này đã tổn thất thảm trọng Hoa gia luyện chết ra tiên thi Hết thảy hao tốn ở trong tổ đình Hoa gia bồi thưởng ra rất nhiều cao thủ Cũng chết ở trong tổ đình Không chỉ có thế Thập nhị trong lâu cùng với Hoàng Đình Động Thiên Của ngũ tuyệt tiên vương Cũng rời khỏi khống chế của hắn Làm cho hắn phiền não không thôi Đệ cử tiên vương thì mất đi đệ tử yêu thương nhất Tiên đạo giao trị Cũng đã mất đi cảm ứng Trong lòng phẫn uất. Đúng lúc này chỉ nghe thanh âm của tiểu thiên tôn truyền đến ngũ tuy tiên dương để của tiên dương hai vị đạo hữu ngũ đệ lại tới bái phỏng đây phủ đệ của hai tiên vương tách nhau không tính là quá xa nghe vậy vừa mừng vừa sợ vội vàng ra khỏi động phủ cung khuyết quả nhiên đi đến chỗ của tiểu thiên tôn bạch y thắng thuyết đứng ở trên bầu trời một nát của khắc cư tiểu thiên tôn chính là chí giả vì sao hôm nay tự tìm đường chết chứ ngũ tuyệt tiên vương nhịn không được mà cười nói thiếu thiên tôn thơ động huyền công cười nói <cười> <cười> đặc biệt là tới khiêu chiến đó trong khoảnh khắc Hấn luyện đem huyền công thúc giục đến chuyện thứ bảy thân thể nguyên thần dung hợp thành một thể quanh thân đạo liên quấn lấy thấm vào trong cái sợi tóc huyết nhục xương cốt của già anh lên một tiếng Tiểu Thiên Tôn một bước bước ra Phản phất như là giảm sập bầu trời Trực tiếp đi đến trước mặt của đệ cử tiên vương Đệ cử tiên vương còn chưa kịp Đem tu vi tăng lên cực hạn Thì ngực đã sụp đổ Trong miệng học máu ngã ngược bay đi Ngũ tuyệt tiên vương Thì quyết định thúc giục ngũ tuyệt tiên trận Sau một khắc Tiên trận rầm rầm phá vỡ Tiểu Thiên Tôn tay không Xong vào trong trận Sẽ mở ngũ tuyệt tiên trận Thân thể ngũ tuyệt tiên vương cơ hồ cũng nổ tung Đệ cửu tiên vương cố gắng chống phi thân chạy tới cứu giúp Hai đại tiên vương Dây công tiểu thiên tôn Lại càng đánh càng kinh hãi Lúc trước bọn họ đối với Biểu quyết của tiểu thiên tôn Thì tiểu thiên tôn cầm tiên ký thiên kính Thời cổ xưa lúc này mới bức lưu bọn họ Nhưng mà chỉ là bức lưu bọn họ Tiểu thiên tôn lại bởi vì vậy Mà lại trả giá bằng tính mạng Nhưng mà lần này tiểu thiên tôn Không có đến đây Bọn họ vẹn vẹn chỉ mượn mấy chiêu Liền cảm thấy ăn không tiêu bị chấn đến nguyên thần tán loạn, đạo chàng cho nổi mềm mại. Đại đạo pháp tắc giống như là bị chấn đến vỡ vụn. Hai đại tiên vương liên tục học máu, mười chiêu qua đi. Đệ cửu tiên vương liền thầm nghĩ một tiếng không ổn. Chúng ta sắp chết rồi, nhiều nhất là ba chiêu nữa, hắn có thể đánh chết hai người chúng ta đó. Ngũ tuyệt tiên vương trong lòng tuyệt vọng. Cái người này, có dũng mãnh không thu dị hứa ứng thời thiếu niên à. Đột nhiên Tiểu Thiên Tôn sắc mặt hệ biến Vứt bỏ hai đại tiên vương đứng lên Cười nói <laughs> Nếu mà chúa tệ khắc khư muốn bảo vệ tính mạng của hai người các ngươi Như vậy thì ngày khác Tiểu Thiên Tôn ta lại đến lấy tính mạng của các ngươi Hắn còn chưa có dứt lời Thì sâu trong khắc khư Lại thấy một mảnh hải dương đỏ như máu Trên hải dương còn có một tòa thi sơn Tiên thi chất đóng Sau trong thi sơn huyết hải Đột ngột có một cái luồng ký tức vô cùng cũng bố bộc phát Tiểu thiên tùng không cần nghĩ ngợi Thúc giục huyền công Sẽ rách không gian Hóa thành một đạo lưu quan từ các hư đào tẩu Lượng ký tức kia vẫn chưa có truy kích Lại quay trở về ẩn đập biến mất Hai vị tiên vương tìm được đường sống trong chỗ chết Sắc mặt tái nhợt hướng đến mảnh thi sơn huyết hải cung kính bái lại tạ ơn các ân cứu mạng nạp lan đồ sắc mặt trắng bệch hắn mang đến tiểu thiên tôn vốn tưởng rằng tiểu thiên tôn nhất định sẽ mất mạng ở khắc khư không nghĩ tới thêm một chút nữa mất mạng chính là ân sư của mình Tạ mạng theo tiểu thiên tôn tiến vào trong khắc khư Nghe chuyện này nhất định không thể nói cho bất luận cái kẻ nào biết được nếu không, cho dù là sư tôn coi trọng ta, chỉ sợ cũng sẽ giết ta mất. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Tiểu Thiên Tôn trở về tủ đình, tử vi tàn cảnh, nhìn không được mà cười ha ha. Huyền công thất trọng, tiểu thí ngưu đạo của hắn, quả nhiên là rất lợi hại. Đem hai đại cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. sư phụ rút cục vẫn là sư phụ, thì nói nói chuyện là ưng thối đến một chút nhưng mà bổ toàn công pháp không thành vấn đề không hổ là đệ tử à <laughs> trong lòng hắn vui mừng trở lại bí cảnh Chị thấy hứa ứng đã rời khỏi cái tòa bí cảnh này lưu lại cho rất là nhiều thần thông đạo pháp đạo văn đã tạo thành những cái thần thông này hình thái của nó chính là hình thái của tiên khí bị nghiền nát ở trong thời đại cổ xưa tiểu thiên tôn giật mình hứa ứng lưu lại những đạo tượng này kỳ thật là chính vì tiện nghi cho hắn tìm hiểu hắn chỉ cần đứng ở trước những đạo tượng này liền có thể tìm hiểu được đạo văn trong đó ngộ ra rất là nhiều thiên địa đại đạo ẩn chứa bên trong tìm hiểu được những đạo tượng này bổ sung thiên đạo của tổ định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều không còn giống như trước đây nữa cơn hồ là một nhiệm vụ không thể hoàn thành không chỉ là như vậy hắn còn có thể cân cứ vào những đạo tượng này tái cấu trúc là những tiên khí đã bị nghiền nát này đem những tiên khí cứ phục như cũ những tiên khí này phục hồi như cũ chính đốn lại tổ định nghiền nát thiên địa thì liền không còn khó khăn nữa bởi vì thiên địa đại đạo liền giống ở trong tiên khí phục hồi như cũ tiên khí thì đem tiên khí tế khởi dung nhập vào trong thiên địa liền có thể bổ toàn tổ định bổ toàn thiên đạo trong lòng Tiểu Thiên Tôn một mảnh nóng rực. Bổ Thiên Vốn là tâm nguyện của hứa ứng. Sau này biến thành tâm nguyện của hắn. Hắn vì đó mà dân hiến hơn bốn vạn năm. Hiện tại hứa ứng trở về, lưu lại những đạo dân này, Tao thành đạo tượng, càng nhiều chính là thành toàn. Thành toàn cho hắn trong bốn vạn năm không nở kiên trì. Sư phụ, Tiểu Thiên Tôn lao ra khỏi bí cảnh Đi đến bên ngoài hủ Nguyên Cung Chỉ thấy tử khí mênh mông Châu trên bầu trời thì Bồng lai tiên sơn vốn dựng Ở bên ngoài hủ Nguyên Cung Cũng không thể bóng dáng Tiểu Thiên Tôn buồn bã như là mất mát Hứa ứng cùng với Bồng lai tiên sơn Đều đã rời đi Hắn lấy lại bình tĩnh Gọi ra hai con Mạc Kỳ Lân đi tới Hai con Mạc Kỳ Lân nói Hôm qua hứa tổ sư Trở lại Bồng lai tiên sơn Thấy lão già không có ở đây liền muốn nói đi đến đầu sức cung cùng với ly hận như một kiến đi tìm kiếm pháp môn phục hồi động thiên để cho lão già không còn lo lắng tiểu tiên tôn trầm tính lại hắn còn lo lắng hứa ứng lại rời đi không có giả tượng như trước hắn đi đến đầu sức cung để làm gì chứ tiểu tiên tôn có một chút khó hiểu bồng lai tiên cảnh hứa ứng đắm chìm trong tiên quang tu luyện thái nhất tiên thiên công hấp thu ánh mặt trời của tiên giới hóa thành thái nhất nguyên khí hắn đã thật lâu không có giống như là một cái luyện khí sĩ bình thường tu luyện thần ba ta tu thành nguyên thần ở ngày đó nguyên thần của ta tại trong ma đạo đã bị ô nhiễm người nói giải linh còn phải buộc linh nhân ta đi ma dược một chuyến hứa ứng ở một bên vận chuyển công pháp một bên nói ta bây giờ đã đạt được thiên địa đại đạo của tổ định rồi tu vi nguyên thần cũng tăng dọc lục bí là bởi vì vậy mà bị phế đi người nói xem ly hận viên đâu xuất cung thật sự có pháp môn khôi phục lại động thiên sống thần bà về những thiên thảo kia thiền định tu luyện nghe vậy cười nói <cười> thời kỳ thứ nhất của ngươi không phải là ở nơi đó đắc đạo tái tạo đâu xuất cung sao Người lần trước có thể ở nơi đó đắc đạo Thì lần này nó không chừng cũng có thể Hứa ứng vô cùng kinh ngạc Cười nói <cười> Thằng bà đối với quá khứ của ta Từ hồi đã rất hiểu rõ Chúng ta quen biết bao lâu rồi nhỉ Thằng bà cười nói Thật lâu, thật lâu Hứa tiên chủ từ hồi đã quên rồi Lần người đem cái tòa tiên sơn này khiên đi Từ tiên giới mang đến hạ giới Lúc đó Ta đã ở trên cái tòa tiên sơn này rồi bồng lai tiên sơn xuyên qua tầng tầng tiên đạo dị thường của ly hận viên rốt cục đi đến di chỉ đâu xuất cung nhưng mà hứa ứng phóng mắt nhìn lại cũng không thấy di chỉ một tòa đâu xuất cung được tạo hình bằng ngọc thạch Đạp vào cho mắt bọn họ một đạo nhân cổ quái đã mở ra môn hộ đâu xuất cung ở bên ngoài cung chờ thư hồ đã sớm biết bọn họ muốn tới hứa ừ, đạo hữu có điều không biết rồi ly hận thiên đau sức cung là một đạo môn tổ đình thời đại cổ xưa đạo nhân cổ quái kia đưa tay mời cười nói hứa ứng giật mình đạo môn tổ đình hả đạo quân xin hỏi đạo môn tổ đình cùng với tổ đình có quan hệ gì không lúc này hắn mới chú ý đến trên cánh tay của đạo nhân kia có đeo một cái vòng tay bạc sáng loáng trong lòng khẽ động lần trước hắn tới đây hái thái thanh chi ký để tu luyện nguyên thần liền gặp qua cái vòng tay bạc này lúc ấy hắn sợ hãi uy lực của chiếc vòng bạc này không dám động chỉ đem thái thanh chi ký ở trong tay thu đi vòng tay này sao lại rơi vào trong tay của đạo nhân cổ quái này chứ trong lòng hắn khó hiểu bảo vật này uy lực quá là mạnh tiểu thiên tôn nhìn thấy bảo vật này cũng không dám đánh chú ý với nó nếu mà đạo nhân này mạnh mẽ thu đi bảo vật này chứng tỏ thực lực của đạo nhân này vượt xa tiểu thiên tôn chỉ là tổ đình còn có tồn tại cường đại như vậy sao đạo nhân kia cười nói <cười> cái gọi là tổ đình chính là tế tổ chung đình nhân tộc khởi nguyên chi đình gọi chính là nhân đạo tổ đình đạo môn khởi nguyên chi đình gọi chính là đạo môn tổ đình ly hận thiên đầu xuất cung chính là đạo môn tổ đình thời cổ đại ở trong thời điểm đó các đời tổ sư đạo môn của ta đã rao giảng về truyền pháp ở đây vẻ mặt hứa ứng khẽ động nói như vậy tổ đình là đạo nhân dẫn đường ở phía trước cười nói Nhân đạo tổ định Hứa ứng tâm trần rung động Nói Ý của người là Tổ định Kỳ thật chính là nhân tộc khởi nguyên tổ định Nhưng là Nơi này vì sao sẽ bị phá quỷ Tại sao nơi này thiên địa đại đạo Cũng bị sụp đổ luôn Cổ nhân Đạo nhân cổ quái lắc đầu Nói Cái này không phải là do ta có khả năng biết được hứa đạo hữu bên này mời người đi đến đạo môn tổ định của ta khách tùy tiện chủ tiện làm phiền đạo hữu thắp hương cho đạo môn tổ định của ta hứa ứng xưng là phải đi theo hắn đến chính điện đầu xuất cung Ngấn đầu nhìn lại chỉ thấy trên cái tòa đại điện này viết cái chữ thái thanh điện thái thanh điện hả nhất khí quá tam thanh biến thành ba tôn thiên địa nguyên thần trong đó có một tôn thái thanh đạo đức thiên tôn thái thanh điện này cùng với thái thanh đạo đức thiên tôn kia có liên quan gì không đây còn ở nơi này nữa hình như gọi là ly hận cảnh thái thanh thiên thì phải hứa ứng vừa nghĩ vừa đi theo đạo nhân tiến vào trong thái thanh điện trên thái thanh thiện thờ phụng một vị lão thần tiên tóc bạc mặt đồng đầu đội đạo quan khuôn mặt thanh tú mặt mày dài nhỏ, râu dài. Hắn ngồi trên một chiếc thuyền gỗ, sau lưng có tiên khí thành rừng, hóa thành cây liễu. Hứa ứng nhìn về phía tướng mạo lão thần tiên kia, lại nhìn đạo nhân cổ quái bên cạnh, lại cảm thấy hai người này có một chút tương tự. Lão hữu cũng không phải là đạo tổ, mà chỉ là thiên địa nguyên thần của đạo khải địa. Hứa đạo hữu nếu không có chê, có thể gọi ta chính là Thái Thành Đạo Nhân. Đạo nhân lấy hương khói Nói Đạo tổ đã không ở trong địa phương thế giới này nữa rồi Hứa đạo hữu mời thắp hương Hứa ứng tiếp nhận hương khói Hướng đạo tổ điêu khắc thắp hương Mới lười xuống hỏi Đạo Quynh Nói mình là thiên địa nguyên thần Đạo Quynh truyền cho ta Nhất khí của tam thanh Tam thanh đều là thiên địa nguyên thần Như vậy đạo Quynh là thiên địa nguyên thần vẫn là nguyên nguyên thần của người khác sao? Thái Thanh Đạo Nhân cười nói Đúng vậy, đều là hứa ứng giật mình Thái Thanh Đạo Nhân cười nói Ta là thiên địa nguyên thần của Đạo Tổ Cũng là thiên địa nguyên thần của Đạo Khải Địa Đạo Tổ hợp Đạo Ta cùng thiên địa tương hợp cũng liền trở thành nguyên thần của phiến thiền địa kia. Chúng sinh của tổ đình tại trong đạo khải địa bái ta thì muốn đạt được trí tuệ đại đạo thì đại đạo khải địa này ta có được hương khối của bọn họ lại cùng với thiền địa tương hợp cùng với nguyên thần của phiến thiền địa kia cũng không khác nhau. Hứa ứng như có điều suy nghĩ. Thế thanh đạo nhân này nhìn như là đang nói lai lịch của mình. Kỳ thật, là đang chỉ điểm cho hắn tu luyện thiên địa nguyên thần như thế nào. Thiên địa nguyên thần của thần chích nguyên thủy chỉ có một chút tương tự, nhưng mà lại có một chút bất đồng. Thần chích nguyên thủy chỉ là ứng với hương khói cùng với tâm niệm của mọi người mà sinh ra, cùng với thiên địa tương hợp. Bởi vậy thần chích nguyên thủy chỉ biết tự nhiên mà theo thiên đạo. Cảm thiên ứng nhân, ngưng luyện ra phù vân thiên đạo thiên địa nguyên thần lại là thiên thần có thành tựu lớn nguyên thần biến thành nguyên thần dựa theo thần chích nguyên thủy tu thành cùng với thiên địa tương hợp cùng với đại đạo tương hợp từ đó hình thành nên thiên địa nguyên thần hứa ứng tu hành nhất khí hóa tam thanh đều là do thiên địa nguyên thần nhưng hắn vẫn chưa chân chính lý giải được cái gì gọi là nhất khí hóa tam thanh hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp ở đạo khải địa hợp đạo Mới có thể luyện thành cái môn thần thông này Cho tới bây giờ Hơn mới chính thức lý giải được Thiên địa nguyên thần Lý giải được đối với nhất khí hóa tam thanh Cũng càng sâu hơn Nhất khí hóa tam thanh Tam đại địa Nguyên thần Để cho tam đại nguyên thần này Cùng với thiên đại đại đạo tương hợp Lại nương ngược bản thân Tốc độ tu thành làm ít mà không to Hứa ứng trong lòng yên lặng nói hơn nữa, nguyên thần cùng với thiên địa tương hợp, quá thành thiên địa nguyên thần. Tương đương với một phương thế giới đại đạo lực. Nếu mà là ta dùng, đối với nguyên thần là tăng lên, thật sự là quá lớn mà. Đây chính là tìm được của Tam Thanh á. Hắn nghĩ đến đây, hướng đến Thái Thanh Đạo Nhân khơm người cảm tạ. Thái Thanh Cạo Nhân cười nói. Hứa đạo hữu cần gì phải cảm tạ chứ. Người giúp ta thoát khỏi tiền giới chấn ấp Đầu của ta lấy mọc đầm Báo cho Quỳnh Giao Đây là thiện duyên Hứa ứng tịnh giáo Nói Đạo Quỳnh Ta tu luyện nhân thế lục bí Mở ra lục đại bí tàng Mới ra động thiên Câu lấy bị ngạn tiên dược Bây giờ là bởi vì động thiên bị quỷ Lục bí bị phá Mà thực lực tổn hại lớn Đạo Quỳnh có thể dạy ta hay không hả? thế thanh đạo nhân lắc đầu nói um, ta không dạy được hứa ứng còn đợi hỏi lại thế thanh đạo nhân lại cười nói thời đại của ta chưa có bỉ ngạn càng không có pháp môn tu luyện ở bỉ ngạn không cách nào dạy người được hứa đào hữu chính ngươi chính là đại tông sư của nào pháp cần gì phải đi cầu người khác chứ nếu người không thể giải quyết nó Thì những người khác thì làm thế nào để dạy đây Hứa ứng làm bẩm nói Ta Ta là Đại Tông Sư Na Pháp hả Thái Thanh Đạo Nhân Cười nói Tôi được lục bí tổ pháp Để trên cơ sở tổ pháp Tạo ra lục đại tiên cung Liễn quá tiên dược Phúc ủy thế thần đây không phải gọi là Đại Tông Sư Thì gọi là cái gì chứ Ly hận thiên đầu sức cung Là đạo tổ đạo chàng Ở trong thiên địa tạo mát ra đạo tổ lạc ấn Trước đây Người ở chỗ này tìm hiểu ra đầu sức cung Có lĩnh ngộ Hứa đạo hữu Không ngại ở chỗ này ở thêm vài ngày Nó không chừng sẽ có được lĩnh ngộ khác à Hứa ứng cảm ơn Thái thanh đạo nhân lấy cái dòng bạc trên cánh tay xuống Cười nói <laughs> Hứa đào hữu Bảo vật này Là đạo tổ phòng thân Người hôm nay tu vi thực lực không bằng trước kia Cần cái bảo vật này phòng thân đó chứ Hứa ứng rất là động tâm Nhưng mà vẫn cự tuyệt Nói Đại quân Ta còn có tam đại tiên dương chi bảo Tự bảo vệ được mình cũng không khó Cái bẫy này dẫn với lại cho người dùng đi Thế thanh đạo nhân đành phải bỏ qua Hứa ứng ngay tại đâu xuất cung tỉnh tòa xuống Cảm ngộ cái mảnh thiên địa đại đạo bị tàn phá này Bất lấy được lạc ấn đạo tổ lưu lại ở trong thiên địa Thái thanh đạo nhân đi đến bên ngoài đâu xuất cung Bồng lai liền nằm ở bên ngoài cung Đạo nhân đi thẳng lên núi Đi đến di đà tự Thần bà lệnh cho một đám tiên thảo bương trà đưa nước Ân cần chiêu đãi Cái gốc mộ phần của hứa ứng ở bên kia Cũng là bên trong đó làm tạp vụ rất là thụ khí nhiều lần bị những tiên tạo khác khi dễ cái bẫy của đạo hữu không đưa ra bên ngoài sao ánh mắt của thần bà sáng lên lấp lánh ánh mắt dừng lại trên cánh tay của hắn cười nói Thái thanh đạo nhân thở dài nói hơi ta đã tặng ba lần nhưng mà người ta không cần hắn có một chút bất đắc dĩ Hứa ứng ở kiếp thứ nhất để đi đến di chỉ đầu xuất cung Lúc tìm hiểu đầu xuất cung Cũng đã đưa qua một lần Khi đó kim Cương cát hiện lên Bày ra uy thế chi bảo Khi đó Hứa ứng chính là đầu sỏ của tổ địch Chợm bảo vật chung quanh Đào mộ khai quật hãm hại lừa gạt Không nghĩ tới kim Cương trắng đưa tới cửa Mà hắn lại không động đến bảo vật này Lần thứ hai Chính là đoạn thời gian trước Hứa ứng lần thứ hai đi đến di chỉ đâu suốt cung Chỉ lấy khí thái thành Cũng không dám lấy kim cường chắc Vừa rồi hắn lại đưa đến một lần nữa Hứa ứng vẫn là quyết đoán cự tuyệt Ba lần cũng không đưa ra bên ngoài Thái thành đạo nhân Cũng có một chút bất đắc dĩ Thần bà cười Nói <cười> Người cái này rất là sáng loáng Nó lại chính là một cái bẫy Người ta nào dám muốn chứ Nếu mà muốn Ai có thể thừa nhận được nói đạo tổ nhân quả đây đạo tổ cựu gia tùy tiện đi ra một cái đều có thể đè chết hắn đó thái thanh đạo nhân gật đầu nói ừ cái này cũng đúng thần bà lại cười nói cho nên chí bảo không thể nhẹ nhàng đạo quynh nhưng đạo tổ định còn có khả năng khai quật nữa sao thái thanh đạo nhân ánh mắt chớp động nói trong nhân đạo tổ đình không chỉ có đạo môn tổ đình mà còn có yêu tộc tổ đình thiên đạo tổ đình kim tiên tổ đình thương thành tổ đình tứ vị tổ đình nơi đây nhất định phải khai quật một lần nữa hắn dừng lại một chút nói nằm đó nhân tộc khởi nguồn ở nơi đây trải rộng chưa tiền dạng giới cung luôn là tổ địa nối liền với dạng giới chư thiên giận Giới đi đến cùng Lùng thông qua thần kiều trở về tổ đình cùng lùng hứa gia chính là người phụ trách thủ hộ cái thông đạo này hứa gia là người thủ hộ cùng lùng nó liền với tổ đình cùng chư thiên giận Giới hứa gia tử ánh mắt hắn sâu kín thấp giọng nói có khả năng sẽ trở thành mấu chốt để cho tổ đình ta quật khởi thân bà nhìn không được lại nói đạo quân trọng trách này ai gánh nổi ai à? thế thanh đạo nhân thở dài nói hơi làm không nổi cũng phải nổi đây đã là một cái đầu cao nhất rồi thần bà yên lặng gật đầu tố định cao thủ đông đảo nhưng luận về cái đầu vẫn là hữu ứng là một cái đầu cao nhất là có hy vọng nhất Hắn có thể ở ly hận thiên đâu sức cung, khôi phục lại lục bí sao? Nàng nhìn không được, nói. Nếu mà không khôi phục được, thì chỉ sợ cái đầu này sẽ đánh gãy hai chân sau đó thôi. Thái thanh đạo nhân trần trần một chút, lắc đầu, nói. Nếu là đạo tổ vẫn còn ở đây, khẳng định có thể giúp hắn khôi phục được lục bí. Nhưng mà đạo tổ cũng mày... Đạo tổ nằm đó lưu lại Đại đạo lật ấn vẫn còn ở đây Không chừng có thể giúp được hắn à Nói không chừng Thần bà chừng hắn một cái Chỉ là nói không chừng tôi sao Có thể là nói không chừng Đã là rất không dậy nổi rồi Thái thanh đạo nhân lấy kim cương chán xuống Rồi lại nói Hời Cái bẫy này Người hay là Thân bà đại động tâm Lập tức tỉnh táo lại Lắc đầu Nói Không cần Ngươi tìm một kẻ ngu sững Nói không chừng có thể lừa người ta bán mạng cho ngươi đó Thái thanh đạo nhân đành phải thu cái vòng tay lại Đi ra bên ngoài tử Lúc này Chỉ thấy một tòa tiên sơn bồng lai tiên cảnh Có một con đại xà quấn quanh Đang hướng về phía bầu trời Hô hấp thổ nạp Sau đầu là âm dương dị khí Cực kỳ bắt mắt thái thanh đạo nhân trong lòng khẽ động đem kim cương tráng ném lên cái vòng tay bạc này Lên kê một tiếng rơi xuống trước mặt của ngoan thất lăn lộn hai vòng ngoan thất nghe thấy tiếng nhìn lại nhìn cái vòng tay lại nhìn bầu trời kinh ngạc nói chẳng lẽ tiên khí ở trên tiên giới này rơi xuống đây sao cái đuôi của hắn thọ ra chọc chọc cái vòng tay bạc kim cương tráng lập tức đeo lên đuôi của hắn Ngoan thất kinh ngạc Vội vàng thúc giục nguyên khí Ý đồ tháo cái vòng tay này xuống Nhưng mà kim cương trắng Nhắc lên được nguyên khí của hắn liền gào thét biến lớn lên Cùng với âm dương dị khí sau đầu hắn dung hợp Hóa thành cái thái cực độ trong bẫy Ngoan thất vừa mừng vừa sợ <laughs> Tiện khí từ trên trời rơi xuống có gì với ta ơi Hắn lúc này đem kim cương chán tế luyện một phen, đeo ở trên đuôi của mình, trở thành một chiếc nhẫn cỡ lớn. Thái thanh đạo nhân thế thế Người nói <laughs> Tốt tốt Ta và ngươi gặp nhau trong mộng vậy <laughs> Ngoan Thấn tiếp tục tu luyện Bất kỳ bất giác tiến vào trong mộng tiếp đi Trong mộng Thái thanh đạo nhân hướng hắn đi tới Truyền thụ cho hắn Như thế nào để tế luyện lên bảo vật này Phát huy công hiệu của bảo vật này như thế nào Vân vân Sau khi tỉnh lại Ngoan Thấn chật chật lấy làm kỳ lạ dựa theo tế luyện ở trong mộng quả nhiên là vòng tay màu bạc này phát huy uy lực càng ngày càng mạnh càng ngày càng vừa lòng đẹp ý trong đầu suốt cung bất chi bất giác hứa ứng nhập định dần dần sâu hơn tâm thần canh giữ thái nhất dần dần đã cảm ứng được thiên địa đại đạo của ly hận viên tàn phá cũng đã chạm đến từng cái đạo dấu vết mà đạo tổ lưu lại mỗi khi vào lúc này bên tay của hắn lại chuyển đến tường trận đạo âm huyền diệu khi đó đạo tổ năm đó ở nơi đây truyền đạo truyền pháp lưu lại lạc ấn chỉ tiếc là ly hận thiên đã bị tàn phá lạc ấn của đạo tổ cũng cho nên không trọn vẹn hắn chỉ có thể bối hải nhặt của rơi thì trong những dấu vết tàn tạ kia tìm được cái đồ vật hữu dụng để cho đến khi nhập định tính lại thì hắn liền ở trong đâu xuất cung tu luyện được cửu chuyển huyền công ma luyện võ đạo động thiên ý đồ mượn cửu chuyển huyền công các loại pháp môn chiến đấu thời đại cổ xưa này đạt đến võ đạo bị ngạn lúc biết cơ thể của hắn không cách nào chữa gì nữa cho nên ý đồ của hắn là bắt đầu từ võ đạo tìm kiếm khả năng hoàn thiện võ đạo bị ngạn cửu chuyển huyền công là võ đạo thời cổ xưa có thể mượn các môn công pháp này mở ra võ đạo bị ngạn đem võ đạo bị ngạn hoàn thiện Bất quá Hắn cũng biết mình hoàn thiện võ đạo bí ngạn Cái khả năng cực kỳ bé nhỏ Dù sao Hắn tại trên võ đạo bí ngạn Trình độ xa không bằng võ đạo đại đế trầm lạc Nhưng mà Cứu chuyển huyện công đã mang đến cho hắn một tia hy vọng Võ đạo đại đế trầm lạc Đem võ đạo bí ngạn mở ra hơn phân nữa Nếu mà hứa ứng có thể mở ra được võ đạo bí ngạn Như vậy liền có thể tiếp xúc với bên lề Cần cứ vào quá trình mở ra võ đạo bí ngạn Biết được nên chữa trị lục bí thân thể của mình như thế nào Thế giới thái sư Các đám người bố y thẩm vũ đế Cùng với võ thiên tôn Ngày đêm tu luyện Đám người võ thiên tôn Chát vũ Mỗi người đều mở ra võ đạo động thiên Nói liền đến bỉ ngạn Lớn mạnh võ đạo Thứ đem võ đạo bỉ ngạn triệt để mở ra Chỉ là bọn họ không đạt đến thành tựu của thẩm vũ đế Bản lĩnh tuy là cao Nhưng mà võ đạo bỉ ngạn thủy chung Cũng không cách nào hoàn toàn mở ra mọi người gia tăng khổ tu cố gắng tu luyện đến võ đạo phi thân kỳ hoàn thành nên hành động vĩ đại này ngày hôm đó mọi người khổ tu võ đạo thì đột nhiên bên tai truyền đến từng trận đạo âm huyền diệu điều tự thân bắt do kỹ phía sau hiện ra nửa cái võ đạo động thiên đạo âm kia chính là từ trong võ đạo động thiên truyền đến võ đạo tinh nghĩa cùng với đạo âm tương liên đinh tài nhất ốc giải thích người định thắng thiên không sợ cường quyền, dám kháng chiến tinh thần. Đám người võ thiên tôn kinh nghi bất định, nương theo tượng trận võ đạo đạo âm. Bọn họ tự mở ra võ đạo động thiên, dĩ nhiên là dần dần hoàn chỉnh, không còn là nửa cái động thiên nữa. Đạo Vũ Tiên tỉnh ngộ, kinh hải, nói Bỉ ngạn võ đạo, Hòa toàn mở ra được rồi. Võ Thiên Tôn giật mình, nói ai à, có thể mở ra gió đạo biến ngạn chứ trên đời này ngoại trừ chúng ta ra chẳng lẽ còn có người khác tinh thông gió đạo nữa chẳng chẳng lẽ là trước mắt hắn hiện ra cái khuôn mặt của hứa ứng lập tức lắc đầu Hừ, cái tiểu tư kia tuyệt là cực ý tự tại công là một hảo thủ hiển nhiên là không có khả năng mở ra gió đạo biến ngạn rồi mọi người đang suy đoán thì bố y thẩm vũ đế đi tới nói Đi tới bỉ ngạn vô đạo nhìn một cái Liền biết người mở ra bỉ ngạn là ai chứ gì Hắn Vạch lên cao Hư không chấn động Dĩ nhiên là hiện ra một cái đạo thần kiều Mọi người đuổi theo hắn Võ Thiên Tôn Kiên ngũ sắc tiên sơn Cũng cố gắng đuổi theo bọn họ Đi về phía võ đạo bỉ ngạn mà đi tới Để cho đến khi bỉ ngạn Thì bọn họ quá như là nhìn thấy trong bỉ ngạn đã có một người Tại hạ tổ đình tiểu thiên tôn Với kiến chưa về đào hữu Người nói chính là một bạch y tú sĩ Cầm trong tay thiên kích Vừa mới mở ra võ đạo bị ngạn Rất là khiêm tốn Hướng đến thầm vụ đế nói Lúc ta tu luyện quyền công Bỗng nhiên cảm ứng được Ở trong hư không còn có một bí ngạn Chỉ là không được đầy đủ Liền đi tới nơi đây Đem bí ngạn mở ra Đã quý nhiễu chưa gì rồi Đám người thẩm vũ đế vừa mừng vừa sợ Ở trong đầu suốt cung Hướng đang cố gắng tu thành Cửu chuyển huyền công Thì đột nhiên cũng cảm ứng được Võ đạo bí ngạn Đã bị người ta triệt để mở ra Cảm ứng được cô hắn đang rất nhạy bén Lập tức cảm thấy cái người mở ra Võ đại bí ngạn chính là tiểu thiên tôn Không khỏi nhục ký <laughs> Giáo hội đồ đệ Chết đối sư phụ mà Quả như là như vậy à đã kết thúc tập 116 của bộ truyện cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu các thấy hay hãy cho khúc nhỏ một like một share và một đăng ký kênh nha hẹn gặp lại các bạn ở tập 117 của bộ truyện trạch nhật phi Thăng của tác giả trạch chư nhé